Vân, thời gian ngày 7 tháng 12 năm 2020, địa điểm Tiểu viện Lục Hòa, tập 33. Quý vị đồng tu tôn kính, xin chào mọi người. A Di Đà Phật. Nguyện thứ 14. Nguyện chạm quang minh được an lạc. Nguyện văn như sau: nhược hữu chúng sanh kiến ngã quang minh chiếu xúc kỳ thân mạc bất an lạc từ tâm tác thiện lai sanh ngã quốc nguyện này là từ nguyện trước mà có thể hiện phật quan có đầy đủ diệu đức lợi ích chúng sanh quang minh vô lượng chỉ là để làm ra vô lượng lợi ích bất kỳ người nào thấy phật quan chiếu hoặc được phật quan chiếu đến thân thì lập tức được thân tâm an lạc hơn nữa sự an lạc này bất kỳ sự an lạc nào trong thế gian cũng không thể sánh bằng đây là loại an lạc thanh tịnh chân thật cực thù thắng Do đó, tự nhiên khơi gợi từ tâm của chúng sanh. Họ tự nhiên dũng mãnh làm điều thiện. Càng quan trọng hơn là sanh khởi, hoàng nguyện sanh về nước cực lạc. Nhờ đó, họ có thể sanh đến cực lạc tịnh độ. Vì vậy, người thật sự nhìn thấy quang minh của a di đà Phật đều có được lợi ích thù thắng như vậy. mà bất an lạc từ tâm tác thiện lai sanh ngã quốc ba câu kinh này vô cùng quan trọng là nhu cầu vô cùng bức thiết đối với chúng ta hiện nay vì sao vậy chúng ta sống trong thời đại động loạn này thân tâm bất an giàu mà không vui sang mà không an đã trở thành một hiện tượng xã hội phổ biến làm thế nào để thân tâm của chúng ta an ổn đọc kinh vô lượng thọ đem lời dạy trong kinh hoàn toàn thực hiện vào trong cuộc sống thì tâm của bạn sẽ an vì sao vậy nhìn thấu thế gian này rồi biết thế gian này vì sao hỗn loạn đến như vậy bất an là do nguyên nhân gì tạo thành. Biết được nhân rồi thì bản thân chúng ta sẽ không tạo nhân đó. Chúng ta thay đổi bản thân chứ đừng thay đổi người khác, hãy chuyển đổi chính mình. Chính mình thay đổi rồi thì an lạc biết bao, pháp hỷ sung mãn. Chúng ta thấy lão hòa thượng Hải Hiền, tất cả những người đã gặp ngài đều nói Ngài từ bi. Không ai nhìn thấy bộ dạng không vui vẻ của Ngài cả. Bất luận là khi nào, ở đâu, bạn tiếp xúc với Ngài, thì Ngài đều rất hoan hỷ. Khi họ cảm nhận được tâm yêu thương và sự ấm áp của Ngài. Đây là gì vậy? Đây là A-di-đà Phật mượn thân thể của Ngài để phóng quang. Phóng từ quang. Phóng quang minh bi mẫn phóng quang minh cứu giúp hộ trì từ trên thân ngài mà biểu diễn ra kinh vô lượng thọ phẩm quang minh biến chiếu nói rằng người gặp được quang minh này sẽ được cấu diệt thiện sanh thân ý nhu nhuyễn cấu là cấu ô ác trượt chỉ cho đủ loại phiền não những thứ này đều tiêu diệt rồi thì tự nhiên sanh ra thiện nguyện Cùng các chúng sanh đồng sanh cực lạc Thân ý nhu nhuyễn Nhược điểm lớn nhất của chúng sanh thế giới ta bà Là can cường, khó giáo hóa Chấp trước kiên cố vào tình kiến Không chịu buông xả Vì vậy rất khó quá độ Nhưng một phen gặp được Phật quan Thì thân và ý đều đồng thời nhu nhuyễn Chư Phật mới có thể tiến hành dạy dỗ. Người thọ giáo thì mới có thể được độ. Đây chính là lợi ích thọ giáo Pháp do gặp được Quang Minh. Quán Kinh nói, Quang Minh chiếu khắp chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới, nhiếp thủ không xả. Cho nên chúng ta nói rằng, Pháp môn niệm Phật là dựa vào tha lực. Phật quang chiếu khắp tất cả chúng sanh niệm Phật trong mười phương thế giới vĩnh viễn nhiếp thọ họ hơn nữa một người cũng chẳng bỏ phàm những người gặp được quang minh đều có thể giảng sanh phật quốc lợi ích của phật quan sự rộng lớn của phật nguyện thâm ân của phật đều không thể nghĩ bằng nguyện thứ mười lăm nguyện họ mạng vô lượng Nguyện văn như sau Ngã tác vật thời Thọ mạng vô lượng Trong nguyện thứ 15 Thọ mạng vô lượng Trước tiên là đức giáo chủ của cõi ấy thọ mạng vô lượng Khi tôi thành Phật thọ mạng vô lượng Như Kinh Pháp Hoa nói Sơn hải huệ như lai Thọ mạng không hạn lượng là do thương xót chúng sanh. Vì sao thọ mạng của ngài vô lượng? Duy chỉ thọ mạng vô lượng mới có thể độ chúng sanh. Cho nên thọ mạng không phải là vì bản thân cần, bản thân không cần, đó là vô lượng thọ chân thật. Vì sao vậy? Pháp thân không có thọ lượng. Pháp thân Phật vô lượng. Pháp thân của mỗi người chúng ta cũng là vô lượng. Pháp thân Gia Phật là một, không phải hai. Trong Đại Kinh có một câu nói, ba đời chư Phật mười phương, cùng chung một Pháp Thân. Chẳng những là chung một Pháp Thân, mà trí tuệ, đức năng đều bình đẳng, đều đầy đủ. Do đây mà biết. Ở đây nói, thọ mạng vô lượng là nói điều gì? Nói báo Thân nói ứng hóa thân. Ứng hóa thân cũng vô lượng. Thích Ca Mâu Ni Phật ở thế gian này chúng ta ba ngàn năm trước thị hiện trụ thế tám mươi năm thì sao vô lượng thọ được? Tám mươi năm là hiện thân giáo hóa chúng sanh trên địa cầu Ngài là vô lượng thọ nhưng chúng ta không biết. Trong truyện sử có ghi chép Đại sư Trí Giả là Thích Ca Mâu Ni Phật hóa thân tái lai. Đại sư Vĩnh Minh Diên Thọ, đại sư Thiện Đạo là A Di Đà Phật hóa thân tái lai. Vì vậy, chúng ta liền biết hóa thân cũng không có sanh diệt. Duyên của chúng sanh chín mùi rồi thì ngài hiện, khi duyên của chúng sanh đã hết thì ngài không còn nữa. Bạn xem ngài vì ai vì chúng sanh chúng sanh thật sự nhớ đến ngài thì ngài hiện tiền chúng sanh quên ngài thì không thấy ngài nữa tùy thời ở cho nên kinh lăng nghiêm nói ngay đó sanh ra và cũng ngay đó mà diệt mất nói rất hay bạn có tâm nguyện cầu ngài thì ngài hiện tiền khi bạn không có tâm nguyện nữa thì không thấy ngài nữa chúng ta có tâm cầu ngài vì sao ngài không hiện tiền vì tâm chúng ta không thanh tịnh phải dùng tâm thanh tịnh cầu ngài ngài lập tức hiện tiền tất nhiên là phải có tâm bình đẳng nữa xin xem đoạn kế tiếp bởi vì giáo chủ trụ thế không lâu nên sự ứng hóa cũng ngắn ngủi Chúng sanh khó gặp được Nếu giáo chủ trụ lâu dài Thì hóa duyên vô cùng Lợi sanh vô tận Pháp sư Trừng Hiến tăng thán rằng Thọ mạng của Phật vô lượng Đức giáo hóa cao tột Đệ nhất đức của việc giáo hóa chúng sanh là gì? Là thọ mạng của Phật dài Phật vĩnh viễn ở thế gian ai mà không mong mỏi nguyện vọng này chứ đó là điều chúng sanh mong muốn hơn nữa di đà lại là báo thân phật cực lạc là báo độ đức giáo chủ thọ mạng vô lượng là chân thật vô lượng không phải vô lượng của hữu lượng ở thế giới cực lạc có thể nói là rốt ráo chân thật đây là điều vô cùng hiếm có khó gặp Lời nói này Dùng ngôn ngữ hiện nay diễn đạt Thì thọ mạng vô lượng Là chỉ vô lượng tuyệt đối Không phải vô lượng tương đối Tương đối là trái với vô lượng thì có hữu lượng Hữu lượng đối lập với vô lượng Ở đây nói với chúng ta Không phải vô lượng tương đối Là vô lượng tuyệt đối Cảnh giới này không thể nghĩ bằng Nguyện thứ 16. Nguyện thành văn vô số. Nguyện văn như sau: Quốc trung thanh văn thiên nhân vô số, thọ mạng diệt giai vô lượng. Giả linh tam thiên đại thiên thế giới chúng sanh, tất thành duyên giác. Ư ừ bá thiên kiếp, tất cộng kê giáo. Nhược năng tri kỳ lượng số giả, bất thủ chánh giác a di đà phật có quang minh vô lượng thọ mạng vô lượng đệ tử vô lượng có người có nghi hoặc thế này kinh bi hoa nói rằng cõi nước của phật đó không có thanh văn bích chi phật thừa tất cả mọi người đều là bồ tát vô lượng vô biên Kinh Bi Hoa giới thiệu thế giới cực lạc Toàn là Bồ Tát Đại Thừa Không có thanh văn, duyên giác Không phải tầm thường Thể hội đoạn kinh văn này như thế nào đây? Thanh văn, người trời trong nước vô số Đối với vấn đề này Sư Trừng Hiến đã nói như sau Kinh này vì sao nói thanh văn vô số là do hai nguyên nhân. Lời văn tuy trái nhau, nhưng nghĩa thực không trái ngược. Tức là ý nghĩa không đối lập nhau. Kinh này nói ba bậc vãng sanh đều là phát tâm bồ đề, nhất hướng chuyên niệm. Người vãng sanh trong ba bậc thấy đều đã phát tâm bồ đề. Cho nên nhất định là Bồ Tát Thừa. Vì vậy, Kinh Bi Hoa nói toàn là Bậc Bồ Tát, là nói ở thế giới cực lạc. Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không đối với vấn đề này đã giải thích khá tường tận. Ngài nói như sau. Chúng ta nên biết nói thanh văn người trời đều là tùy thuận thế gian của chúng ta mà nói. Thế giới cực lạc có bốn cõi, ba bậc, chín phẩm đều là tùy thuận theo thế gian chúng ta mà nói. Trên thực tế, bên đó không có. Vì sao nói không có? Bạn hãy nhìn 48 nguyện một cách viên mãn xem. Bạn sẽ hoàn toàn hiểu rõ thấy đều là a duy việt trí bồ tát bất luận là người trời hay là thanh văn là duyên giác là tam thừa quyền giáo đến thế giới cực lạc thấy đều là a duy việt trí bồ tát chẳng phải đều bình đẳng sao a duy việt trí bồ tát là thứ bậc nào là pháp thân bồ tát nên thấy đều minh tâm kiến tánh việc này không phải do thanh văn và người trời vãng sanh đã tu được họ không có tu vì sao lại trở thành pháp thân bồ tát quy thần của bổn nguyện a di đà phật gia trì cho họ khiến họ trở thành như vậy có được hay không vì sao những vị phật khác không làm như thế phật thích ca có năng lực gia trì chúng ta thành a duy vị trí bồ tát hay không có năng lực có năng lực gì sao không làm nếu chúng ta hỏi thích ca mâu ni phật thích ca mâu ni phật nhất định nói rằng a di đà phật ở thế giới cực lạc đã làm rồi ông hãy đến chỗ của ngài học là được phật thích ca cử chúng ta đến thế giới cực lạc học A Di Đà Phật ở thế giới cực lạc nghênh đón chúng ta đỡ việc biết bao. Phật Phật đạo đồng, Phật Phật đều tăng thắng nhau. Phật không có đố kỵ chướng ngại. Ngài đã làm rồi, làm tốt như vậy, viên mãn như vậy. Người ở chỗ ta can cường khó giáo hóa, nghiệp chướng sâu nặng, thấy đều đưa đến nước của Ngài. Đưa đến chỗ Ngài rồi thì toàn bộ được giải quyết. Đây chính là tâm nguyện của Thích Ca và Di Đà. Chúng ta hiểu rằng Phật Phật đạo đồng. Thích Ca, Di Đà là một không phải hai. Bên kia đã làm tốt rồi thì bên này không cần làm nữa. Chư Phật Như Lai không tranh tính đồ. Bạn thấy Đức Di Đà làm tốt như vậy Đức thích ca chỉ cần giới thiệu tính đồ của ngài qua bên đó, chỉ cần chịu tin, chân thật tin tưởng, thì bạn học pháp môn này nhất định sẽ đi được. Khẳng định là sự thật, không phải giả. Thích ca mâu ni Phật không lừa người. Nếu chúng ta tin tưởng Phật, thì đây là điều quan trọng hơn bất cứ điều gì thanh văn và người trời trong nước vô số, thọ mạng cũng đều vô lượng. Pháp sư Trừng Hiến người Nhật Bản, xưng tá đây là đệ nhất đức của tịnh độ. Trong các công đức làm lợi lạc chúng sanh của tịnh độ, đây là công đức lớn đệ nhất. Ngài nêu ví dụ rằng, thế giới cực lạc, vô cùng thù thắng như vậy. Thấy Phật nghe Pháp thân cận thanh chúng không có duyên thoái chuyển thấy đều là tăng thượng duyên nếu như không lâu sau đó người vẫn bị chết thì giống cái chén ngọc không đáy chén ngọc cực quý báu xinh đẹp tinh tế nhưng lại không có đáy thì có tác dụng gì có tốt đến mấy cũng vô dụng sanh đến thế giới cực lạc lẽ nào vẫn còn phải chết ư đó là cái gốc của duyên thoái chuyển Cho nên thọ mạng vô lượng Là công đức đệ nhất của tịnh độ Sư Vọng Tây nói Cái gốc của các sự vui Chỉ ở nơi nguyện này Thế giới cực lạc không có các khổ Chỉ có hưởng niềm vui Căn bản là ở ngay đại nguyện thọ mạng vô lượng này Ở nước cực lạc thường gặp di đà Thường nghe diệu pháp Mọi lúc mọi nơi Đều là tăng thượng nhân duyên Đều là khiến bạn đi lên Nước chảy Cây báu Đều đang thuyết pháp Ngửi mùi hương Ăn cơm đều tăng trưởng thiện căn. Tất cả mọi thứ đều khiến bạn đi lên. Đồng thời bạn muốn nghe Pháp gì, thì nghe Pháp đó. Điều quan trọng hơn là nghe qua liền hiểu. Nhân dân cực lạc nơi nơi đều tiến lên, không có duyên thoái chuyển. Đặc biệt là thọ mạng vô lượng, lẽ nào không thành Phật. Phật, Pháp khó được nghe, không chỉ là nói, bạn không có cơ hội nghe thấy, mà bạn nghe rồi nhưng không hiểu. Do vậy, lúc khai kinh phải khẩn cầu. Nguyện hiểu rõ nghĩa chân thật của Như Lai. Nhân dân cực lạc vừa nghe liền hiểu, lại không có duyên thoái chuyển, thọ mạng lại vô lượng. Cho nên, bất luận căn khí thế nào, lâm chung niệm Phật có thể vãng sanh thì đều nhất định thành Phật. Thế giới cực lạc thù thắng ở chỗ này. Nhân câu vãng sanh thế giới cực lạc thấy đều là A Duy Việt Trí Bồ Tát. Mà bạn hãy nên hạ quyết tâm đời này giảng sanh tịnh độ. Vì thế giới cực lạc được vô lượng thọ nên bạn cũng nên hạ quyết tâm đời này vãng sanh tịnh độ lão pháp sư đã kể một việc như sau một đồng tu tham dự buổi thọ giới ở hồng kông nói với lão pháp sư rằng sư phụ ở giới đàn khuyên anh ấy nên tu pháp sám chiêm sát lão pháp sư nói với anh ấy chiêm sát sám pháp bao hàm ở trong câu phật hiệu rồi bạn niệm câu Phật hiệu này thì đã tu toàn bộ pháp sám chim sát rồi. Đồng tu đó đã nghe hiểu. Không thể thấy cái này thì học cái này, thấy cái kia thì học cái kia. Vậy thì bạn loạn rồi. Bạn đã bỏ mất thế giới cực lạc rồi. Chim sát sám pháp là nói cho ai nghe vậy? Không phải nói cho người niệm Phật không phải nói cho người muốn cầu sanh tịnh độ. Họ không muốn tu tịnh độ, cũng không muốn vãng sanh thế giới cực lạc, thì tu sám chim sát được, giúp bạn sám trừ tội lỗi. Phải biết, niệm A-di-đà Phật, mỗi một câu đều sám trừ tội chướng trong vô thủy kiếp. Phương pháp này tốt biết bao, đừng thay đổi nữa. Đổi đề mục là sai rồi. Đừng học pháp môn này lại muốn học cả pháp môn kia. Vậy thì xong rồi. Phải học thiện tài đồng tử. Thiện tài đồng tử, 53 lần tham vấn. Vì đầu tiên mà Ngài tham vấn là tỳ kheo kiết tường vân. Dạy Ngài pháp môn niệm Phật. Ngài niệm câu Phật hiệu đến cùng. Cả đời không thay đổi, Ngài tham vấn rất nhiều pháp môn khác. Là thế nào vậy? Pháp môn này của Ngài, tôi đã hiểu rồi. Tôi cảm ơn Ngài, tôi không học. Vẫn là niệm a di đà Phật. 53 lần tham vấn, thiện tại đồng tử, dẫn một câu a di đà Phật niệm đến cùng, niệm đến sau cùng. Thì Phổ Hiền Bồ Tát dùng 10 đại nguyện vương dẫn về cực lạc. Ngài thành tựu viên mãn rồi. Ngài không nói tham vấn một pháp môn thì học luôn pháp môn đó. Tham vấn pháp môn nữa thì lại học nữa. Vậy thì Ngài học loạn rồi. Tấm gương này đã được nêu lên ở đây. Chúng ta không thể không biết. Thiện tài đồng tử thành Phật là tính nguyện trì danh mà vãng sanh thế giới cực lạc thành Phật. 53 lần tham vấn là làm ra tấm gương cho chúng ta thấy có thể học theo không, có thể. Tùy hỷ một chút, xem thử xem họ tu pháp môn nào. Còn pháp môn tu chính của chính mình thì như như bất động. Đó gọi là cảm ơn nhưng không học. Đối với pháp môn đó thì mình hoan hỷ tán thán, bởi vì họ độ một loại chúng sanh nên tùy hỷ tán thán nhưng không học mà một câu a di đà phật niệm đến cùng không thấy thiện tài đồng tử tham dấn một môn thì học một môn không có vậy vì sao ngài phải tham dấn là để, để chúng ta thấy sợ chúng ta tham dấn một môn thì học một môn tham vấn hai môn học hai môn kết quả học lộn xộn hết nên ngài làm tấm gương cho chúng ta nhất định phải hiểu đạo lý này nếu không thì sẽ phá hỏng mất Đại Thừa. Kinh Kim Cang chứng minh cho chúng ta. Pháp còn phải xả, huống hồ phi Pháp. Pháp có thể học, có thể nghe, nhưng không tu. Khi nói ra thì cái nào cũng hiểu, còn khi làm thì chỉ nhất môn thâm nhập. Điều này không thể không biết. Biết bao người không hiểu rõ đạo lý này. Học rất nhiều pháp môn. Kết quả một môn cũng chẳng thành tựu. Việc này chúng ta cần phải chú ý. Sư Trừng Hiến nói, Người tu hành Phật đạo, tử ma là điều đáng sợ, sanh tử ngăn cách là nguyên nhân chính của duyên thoái chuyển chúng ta đối với câu này cần phải đề cao cảnh giác phật đối với việc này hết sức xem trọng người nào có thể đảm bảo ngày mai bạn vẫn ở thế gian sang năm vẫn ở thế gian chưa chắc trong kinh nói với chúng ta mạng người trong hơi thở một hơi thở ra không trở lại thì đời này chấm hết. Đi đến nơi đâu, bản thân không biết, mê hoặc điên đảo. Nên mới xem ba đường ác là đường thiện. Nếu họ biết là đường ác thì sao dám đi? Không biết mới đi. Sau khi vào rồi thì không ra được. Càng mê càng sâu, tạo tác tội nghiệp. Chính là khởi tâm động niệm. Càng ngày càng nghiêm trọng, vô cùng đáng sợ. Đây là nguyên nhân căn bản của thoái chuyển đọa lạc. Sau khi chết thì rơi xuống ngàn trượng, gặp Phật, nghe pháp, gặp được thánh chúng, cúng dường chư Phật, thân cận thiện hữu, tự nhiên khoái lạc, không có các khổ. Đức ấy chẳng phải là một. Một, đây là một loại, không chỉ là một loại mà đều cần thọ mạng nếu thọ mạng ngắn ngủi thì đáng tiếc hồn xiết theo lời của niệm lão là không cách nào tính toán được nguyện này rất quan trọng nhắc nhở chúng ta cầu trường thọ có thể cầu trường thọ được không được cách cầu thế nào niệm phật vãng sanh thế giới cực lạc sẽ được trường thọ thật sự đời này của chúng ta việc lớn nhất trong đời này là gì việc này có lẽ là việc lớn nhất chúng ta cầu trường thọ chân thật không làm chuyện giả thứ giả thảy đều buông xuống phải hạ quyết tâm này phải thật sự hạ quyết tâm nói đến đây lão pháp sư có một đoạn như sau tôi đọc cảm thấy xúc động sâu sắc xin trích dẫn nguyên văn ở đây để tặng chư vị đồng tu cho nên tôi từng nói rằng mọi người phản đối bản hội tập tôi không thể phản đối vì sao vậy thầy truyền cho tôi tôi tin rằng thầy không hại tôi tôi tin thầy yêu thương che chở tôi nên tôi sẽ không chịu bỏ thầy tôi nói dù người trên toàn thế giới không tin tưởng thì tôi vẫn tin tưởng không ai chịu học thì một mình tôi học tôi đã bái sư rồi mà còn phản thầy không nghe lời thầy đó chính là bội thầy phản đạo bội thầy phản đạo có quả báo không tốt rất khó thành tựu không có tâm chân thành cung kính đối với thầy ngày nay gặp được một vị thầy tốt không dễ thầy tốt gặp được học trò thật sự y giáo phụng hành không phản thầy nghịch đạo cũng không dễ tìm rất khó tìm được thật sự tìm được một người thì pháp được truyền tiếp rồi giống như chạy tiếp sức vậy cây gậy của bạn đã có người tiếp nhận thật không dễ tìm người giao gậy không dễ tìm người nhận gậy cũng không dễ tìm thế nhưng phát tâm chân thành thì sẽ gặp được đoạn này là nguyên văn lời của lão Pháp Sư Một chữ tôi cũng không sửa Chư vị đồng tu Các vị đã nghe Ngữ ý sâu xa trong đoạn này Do lão Pháp Sư nói Có cảm xúc gì Quý vị có hiểu được nỗi khổ tâm của Ngài hay không? Một vị Thánh tăng một đời Tâm luôn mong chánh Pháp cửu trụ Luôn mong chúng sanh lìa khổ một vị lão nhân đáng mến đáng kính từ bi lương thiện là vị ân sư khiến tôi kính ngưỡng là người thầy dẫn dắt tôi tiến lên phía trước trên con đường tu hành đời này có thể gặp được minh sư tôi đã mãn nguyện rồi nguyện thứ mười bảy nguyện được chư phật xưng tán nguyện văn như sau ngã tác phật thời thập phương thế giới vô lượng sát trung vô số chư phật nhược bất cộng xưng tháng ngã danh thuyết ngã công đức quốc độ chi thiện giả bất thủ chánh giác nguyện này vô cùng quan trọng nếu không có nguyện này thì thế giới tây phương cực lạc có tốt đến đâu chúng ta cũng không biết là ai đã nói với chúng ta có thế giới tây phương cực lạc vậy là mười phương chư phật nói với chúng ta dùng phương thức gì nói với chúng ta dùng cách tán thán mười phương chư phật cùng tán thán thế giới tây phương cực lạc khi chúng ta biết được thế giới tây phương cực lạc Đại ý của lời nguyện này là khi tôi thành Phật vô số chư Phật trong vô lượng cõi Phật mười phương thế giới nếu không đồng xưng tán danh hiệu của tôi diễn nói công đức của tôi và những điều tốt lành ở cõi nước tôi tôi không thành Phật. Từ xưng trong lời nguyện là xưng dương tuyên xưng tháng là tán tháng tán thưởng từ nguyện này chúng ta mới thấy rõ khu vực giáo hóa của a di đà phật là tận hư không khắp phát giới nguyện này thể hiện rõ vô số chư phật trong vô lượng cõi nước mười phương thế giới nói cách khác một thế giới cũng chẳng sót một vị phật cũng chẳng sót không có thế giới nào, không có vị Phật nào, không xưng tán A-di-đà Phật, không xưng tán thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tăng tháng thế nào? Danh là nói công đức danh hiệu và sự tốt lành của cõi nước chính là giảng giải kinh vô lượng thọ. Đại Đức Tổ Sư của tịnh Tông Nhật Bản Sư Vọng Tây nói Lục bát nguyện trung Lục bát chính là 48 Trong 48 nguyện Thì nguyện này quan trọng nhất Quan trọng hơn hết thảy Nhược vô thử nguyện Y văn thập phương Nếu không có nguyện này Thì mười phương thế giới Ai biết được có A-di-đà Phật Ai biết được có thế giới cực lạc ngã đẳng kim trị vãng sanh giáo giả thiên thử nguyện ân thiện tư niệm chi chúng ta đối với nguyện này phải đảnh lễ phải cảm ơn vì sao vậy người thật sự tin tưởng thì đời này họ sẽ thành phật nếu bạn phê bình khiến người mới tin thay đổi đức tin nảy sinh hoài nghi về việc này thì bạn đã đoạn mất cơ hội vãng sanh thế giới cực lạc thành Phật trong đời này của họ rồi. Đây gọi là đoạn pháp thân huệ mạng của người khác. Tội đoạn pháp thân huệ mạng của người khác so với tội sát sanh, giết hại thân mạng của người khác còn nặng hơn. Giết thân mạng người thì đọa địa ngục. Đoạn pháp thân huệ mạng thì chắc chắn đọa vô gián địa ngục. Tương lai, sau khi trả xong tội báo trong địa ngục, lại được thân người. Nhưng đời đời kiếp kiếp ngu si, không nghe kinh pháp. Tội này rất nặng. Bạn biết rằng, ngược lại, nếu tùy hỷ tán tháng, thì công đức này lớn, chẳng những thành tựu người khác, mà tương lai chính mình sẽ thành tựu như lão cư sĩ hoàng niệm tổ nói ý của sư vọng tây là nếu không có nguyện này thì chúng ta sống trong lục đạo luân hồi nơi cõi ta bà uế độ làm sao có thể nghe biết được đức giáo chủ của cõi ấy và tên của cõi phật ấy giáo chủ cõi ấy chính là a di đà phật tên cõi nước phật ấy là thế giới cực lạc phật ấy cõi ấy công đức thắng diệu thanh tịnh trang nghiêm nếu chưa từng nghe thì làm sao phát khởi nguyện thù thắng cầu sanh về cõi ấy điểm then chốt chính là ở đây cho nên cổ đức thường nói với chúng ta thà động nước ngàn sông đừng động tâm người tu đạo Họ đã đi trên chánh đạo Bạn khiến họ cải đạo Khiến họ đi lầm đường Trách nhiệm này không gánh nổi Thế nên Ngày nay Chúng ta có thể nghe Pháp môn tịnh độ Thật sự là nhờ lực của nguyện này Từ Đại sư Huệ Viễn Xây niệm Phật đường ở Lô Sơn 123 người cầu sanh thế giới cực lạc Ai nấy đều vãng sanh Lúc viễn công vãng sanh Nói với mọi người Trước đó Ngài đã thấy thế giới cực lạc ba lần rồi Nhìn thấy trong định Lúc tỉnh tọa nhập định trong niệm Phật đường đã nhìn thấy Nhưng không nói với bất kỳ ai Đây là lần thứ tư Phật đến tiếp dẫn Ngài sắp vãng sanh Đồng thời Nhìn thấy các đồng học Ở liên xã trước đây vãng sanh Thấy đều ở bên cạnh A-di-đà Phật Đồng đến tiếp dẫn Ngài còn nêu ra được Tên của từng người Việc này làm chứng chuyển cho chúng ta Từ Đại sư Viễn Công đến ngày nay mỗi triều đại có biết bao người niệm phật vãng sanh số ấy không kể xiết tông phái nào cũng không có được sự thù thắng của tịnh độ vì sao vậy tịnh độ dễ dàng tịnh độ chủ trương đối nghiệp vãng sanh bất kỳ pháp môn nào khác đều không đối nghiệp không cho mang theo nghiệp bản thân nhất định phải đoàn phiền não nâng cao cảnh giới của chính mình. Bạn không đoạn được phiền não tập khí thì bạn không nâng cao được. Pháp môn này không cần như vậy. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần bạn muốn đi, nguyện chính là tôi muốn đi. Bạn xem, đơn giản biết bao. 84.000 pháp môn Độ 84.000 chúng sanh căng tánh không như nhau. Không phải phổ độ. Pháp môn niệm Phật là phổ độ Bất luận tu pháp môn nào cũng đều được độ Một môn tức là tất cả môn Tất cả môn tức là một môn Phải hiểu điều này Nếu không hiểu điều này thì bạn uổng công học Phật rồi Cho nên Tôn kính tất cả pháp môn Giống như thiện tài đồng tử 53 lần tham vấn thiện tài tu pháp môn nào tu pháp môn niệm phật làm sao biết được thiện tri thức đầu tiên dạy ngài cái nào đến trước thì làm chủ người trung quốc có ý thức này người ấn độ cũng vậy tỳ kheo đức vân tứ thập hoa nghiêm gọi là tỳ kheo kiết tường vân chỉ là một người lần tham vấn đầu tiên Ngài tu Bác Chu Tam Muội Chuyên niệm a di Đà Phật 51 vị thiện tri thức trong số đó Đại biểu cho vô lượng pháp môn Đại biểu đại thừa, tiểu thừa Hiển giáo, mật giáo, tông môn, giáo hạ Đây là người Trung Quốc phân ra Đại biểu tất cả pháp môn Pháp môn sau cùng Dị thứ 53 Phổ Hiền Bồ Tát dùng mười đại nguyện vương dẫn về cực lạc, pháp môn đầu, pháp môn cuối, chúng ta liền hiểu rõ hiện tại đồng tử là tu pháp môn niệm Phật vãng sanh thế giới cực lạc, thành tựu đại phương quảng phật hoa nghiêm nguyện này cũng nhắc nhở việc tăng thắng lẫn nhau quan trọng biết bao pháp môn đều tốt phải tán tháng không thể so cao thấp nếu so sánh thì đều đọa địa ngục vì sao vậy hủy bán pháp môn pháp môn đó là phật nói nếu bạn hủy bán nó thì hủy bán phật pháp hủy bán phật pháp nhất định đọa vô dáng địa ngục không những các pháp môn khác nhau trong cửa phật phải tán thán lẫn nhau mà đối với tôn giáo khác cũng phải tán thán lẫn nhau vì sao vậy chỉ có tán thán lẫn nhau thế giới mới được hòa bình phật giáo trung hoa là tam học nhất nguyên tam học thứ nhất là luật thứ hai là thiền thứ ba là giáo luật, thiền, giáo đều do Thích Ca Mâu Ni Phật truyền. Bạn phê phán thứ nào cũng là phê bình Thích Ca Mâu Ni Phật, phê bình tổ sư đại đức của các chi phái, phê bình tất cả người tu hành ở đây. Bạn không đọa địa ngục thì ai đọa địa ngục? Phải biết đều là cùng một nguồn gốc, đều là Phật nói hết thảy pháp thế xuất thế gian đều lấy hòa làm quý vì sao không thể chung sống hòa một chứ vì sao lại đấu tranh đấu tranh là hủy hoại bản thân cũng hủy hoại người khác càng ảnh hưởng lớn đến mọi người trong xã hội họ sẽ không tín nhiệm tôn giáo đó không phải là điều tốt bạn thấy họ đấu tranh với nhau cho nên, chúng ta chỉ có tan tháng, không có hủy bán. Vì sao vậy? Chúng ta không thể bán Phật, không thể bán Pháp, không thể bán Tổ sư Đại Đức. Phải làm tấm gương tốt cho mọi người trong xã hội. Căng tánh của mỗi người không như nhau. Phật ứng cơ thuyết Pháp. Nói ra vô lượng Pháp môn. Trong vô lượng Pháp môn đó bao gồm các tôn giáo khác nhau. Vì vậy, tôn giáo trên thế giới là một nhà. Việc tán thán rất là quan trọng. Do Đức Di Đà có đại nguyện thứ 17, nên chúng ta đời này mới có thể gặp được Pháp muôn phương tiện thù thắng như vậy. Mọi người nghĩ xem, Ngài Pháp Tạng lập nguyện mười phương đều nghe danh hiệu Ngài là vì lý do gì? Tuyệt đối không phải là vì sự nổi tiếng của mình mà tâm tâm niệm niệm điều gì nhiếp trọn tất cả chúng sanh mười phương vãng sanh cực lạc rút ráo thành Phật nếu không có nguyện này thì nguyện mười niệm ác sanh cho đến những nguyện khác cũng có mà như không Nguyện mười niệm ác sanh vô cùng thù thắng, nhưng nếu căn bản không nghe được Phật hiệu thì sao niệm mười niệm được? Ngay cả một niệm cũng chẳng có. A Di Đà Phật là tánh đức, là danh hiệu của tánh đức. Tánh đức là thứ mà tất cả chúng sanh đều có như nhau dùng tánh đức chung của chúng sanh làm phương pháp tu hành thì thật là vi diệu cho nên chỉ cần niệm a di đà phật thì đã niệm hết thảy pháp rồi không chỉ là phật pháp hai từ phật pháp cũng có thể khái quát tất cả pháp trên thực tế tất cả pháp như đàn kinh nói chính là nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp danh hiệu chung của vạn pháp chính là câu a di đà phật là đệ nhất đức của tánh đức danh hiệu đệ nhất trong danh hiệu theo thứ tự sắp xếp chữ hán của trung quốc chúng ta thứ tự đầu tiên là chữ nhất nhất chính là đạo Đạo sanh nhất, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn pháp. Chữ nhất đại biểu cho đạo. Cho nên, a di đà Phật chính là nghĩa của chữ nhất này. Vì vậy, chúng ta biết được tâm của Đức di đà chỉ là gì nhiếp thọ rộng khắp hết thảy chúng sanh mười phương, giảng sanh thế giới cực lạc, rút ráo thành Phật. Bạn thấy hiếm có biết bao. Chúng ta phải cảm ơn. Sao chúng ta có thể những tâm phá hoại được? Những tâm phá hoại là người vô tri, là người không hiểu Phật pháp. Người thật sự hiểu Phật pháp nhất định sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu muốn Phật pháp hưng, chỉ có tăng tán tháng tăng. Hãy nhớ thật kỹ câu nói này. Đối với người đừng tranh gì cũng tốt. Tốt thật sự chính là tương lai vãng sanh, làm ra tấm gương tốt, đó chính là tốt nhất, tốt viên mãn. Nếu trong cửa Phật hủy bán lẫn nhau, thì thật sự không nên làm. Chư Phật dạy rằng, hài hòa là phương pháp bậc nhất. Phật, Phật phải tăng tháng lẫn nhau thì phật pháp mới hưng vượng thế gian dĩ hòa vi quý bất hòa thì gặp tai ương tôn giáo là một nhà không phân bạn tôi họ tất cả đều thành phật đại nguyện viên mãn rồi chúng sanh mặt pháp can cường khó giáo hóa mỗi ngày tạo nghiệp hủy bán phật pháp mở miệng chỉ nói những lời linh tinh bậy bạ phê tổ mắng thầy miệng đầy lời thô tục tông môn giáo hạ đều là pháp của đức thích ca pháp môn bình đẳng không có cao thấp mỗi ngày tính toán anh thấp tôi cao Mê hoặc điên đảo bán Phật bán pháp. Thế xuất thế gian pháp đều phải buông xuống, pháp còn nên xả. Huống là chẳng phải pháp. Hãy ghi nhớ thật kỹ, tam học chung một nguồn, tôn giáo trên thế giới vốn là một nhà. Tiết học này xin giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người. A Di Đà Phật. nguyện đem công đức này trang nghiêm phật tịnh độ trên đền bốn ơn nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh cõi cực lạc nam mô a di đà phật diệt dịch, dịch ban biên dịch phát âm tuyên lưu diễn đọc phật tử nguyên châu